thì đứa bé hồi 7-8 tuổi nó chết đi, bây giờ có tôi đây không? Chứ là hai người là phải khác nhau. Rồi xác thân hồi 7 tuổi, xác thân bây giờ bất, xác thân 7 tuổi chẳng khác gì xác thân 70 tuổi. Xác thân 70 tuổi chẳng khác gì xác thân 7 tuổi. Xác thân 7 tuổi tức là xác thân 70, xác thân 70 tức là xác thân 7 tuổi. Nhưng mà thật sự nó hai. Thành ra chúng ta tâm kinh mà không ai giảng, chúng ta không hiểu nổi. Chẳng khác là do có hai sự vật so sánh. Thì xác thân ở 7 tuổi, xác thân bây giờ 70 là khác nhau. Còn nếu mà xác thân 7 tuổi tức là xác thân 70 thì có một. Thành đã nói tôi hồi 7 tuổi, bây giờ tôi là một người thì nó kẹt. Tôi bây giờ già khú, móm răng rụng hết trơn rồi, 7 tuổi rồi còn sức khỏe, còn đẹp trai, tóc còn để chỏm. Còn bây giờ tóc bạc hết trơn, da nhăn má cóp, làm sao là một người được? Nếu không phải một người thì hai. Thì hai bây giờ đứa bé 7 tuổi chết thì tôi có ngồi đây được không? Rồi mình thấy nó khó chỗ đó. Thành ra phải nói rằng xác thân với cái linh hồn, xác thân là hai mà linh hồn là một. Mà linh hồn là cái gì? À, cái gì khó. Nói linh hồn là cái gì là trật, mà nói linh hồn không phải là cái gì là sai. Mà có linh hồn là không có giải thích được. Thì bên Đại Thừa nó hay là nó tạm như cái dòng nước. Dòng nước kêu là linh hồn. Còn sắc thân, sắc, sắc thân này cảm giác, thọ, tư tưởng, phân biệt, ý chí và những kinh nghiệm, kiến thức là sống. Thành ra sống chẳng khác gì nước, nước chẳng khác gì sống. Sống tức là nước, nước tức là sống. Thì ngoài cái sắc thân, sắc, thọ, tưởng, hành, thức này không có dòng nước. Ngoài dòng nước không có sắc thân, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái đó chúng ta thấy là nhức nhối. Sau khi tôi hiểu rồi thì tôi mới, cha bây giờ tu làm sao? Nó nhận lại không có pháp môn, không có bổn sư, không ai dạy mình cái bất tử hết. Thì bây giờ làm sao? Mà đặt cái chữ làm sao thì chúng ta kẹt nữa. Thành ra Đức Phật thấy cái khó khăn này này muốn nhập diệt. Ngài muốn nhập diệt. Nhưng mà cuối cùng những người tu nhị thiền, tức là niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật cõi đếm thì khó qua đạo Phật. Cái tâm còn tán loạn. Tới chừng qua nhị thiền tâm định, định sanh hỷ lạc. Khỏi cần niệm Phật nữa mà cái tiếng niệm Phật nó tràn, cái linh hồn nó tràn ra. Mình nhận được nó mình tống vô, mà nó đã đầy rồi nó tràn ra. Rồi tam thiền là mình liên tục mãi cho tới mất thân. Cái cảm giác toàn hết toàn thân. Thì không còn xác thân, chỉ còn cảm giác và tư tưởng. Thì đó là tam thiện. Còn thấy cảm giác nó còn đê tiện, dứt luôn cảm giác, sống toàn tư tưởng là tước tiện. Thì mấy cái cõi này qua đầu Phật rất mau. Nhưng mà rất lâu. Đạo Phật nó khó vậy. Mau là sao? Là đủ điều kiện, thông minh, sáng suốt. Mà chính cái thông minh sáng suốt này đưa quý vị tới tự cao. Thành ra Đức Phật rất sợ mấy ông trời bà trời. Làm thiện không ai bằng, mà làm ba ác cũng không ai hơn. Quý vị là thông minh thì sẽ giàu sang quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Đó là Đức Phật định. Bà mà như ông mấy bà giàu thấy một. Mà nếu giàu ở đó hưởng thụ, không qua đạo Phật được. Giàu làm sao dám giữ tám giới? Rồi tôi giàu sang như vậy, như cái bài gì tôi đã kể đó. Rồi nhỏ nghèo muốn chết. Bây giờ tới già được ký có tiền bạc, được một số vàng rất lớn. Mà già bảy mấy tuổi mà còn đeo vàng, cái dây xiền vậy đó, miếng nào bự bự mà vàng ống ánh, chắc vàng thiệt. Rồi ở cái tay này đeo cái vòng đó giống mấy cô, mười mấy hai chục chiếc. Tôi nói trời đất ơi, bà già như vậy rồi, phải nhiêu tuổi? Bà nói bảy mấy. Tôi nói già mà còn diễn.
Bà nói trời ơi, sư không thông cảm cho con. Hồi nhỏ con nghèo muốn chết, con mong rằng có vàng đeo mà nghèo mà làm sao có vàng. 40 năm nay con hà tiện con ký cốt mà để dành. Bây giờ con được rồi sư không cho đeo, trời ơi. Tôi nói tôi không phải cho bà đeo, tôi sợ là nó giết bà đấy. Thì quá thiệt đâu, tháng mấy hai tháng tôi đi gặp bà là cảm ơn. Nó bóp cổ bà, nó lấy dây chuyền nó giật mà ngay cái người Nguyễn Đáng là ngu chết. Bà la trời, bà quay bà đạp nó, bà tống nó, bà rượt nó chạy, dây chuyền đứt rồi bà nắm lại được. Rồi đem cắt hết không dám đeo nữa. Tôi đi bát ngang tôi hỏi, tôi nói là không thấy bà đeo mà nó con cảm ơn sư. Tí chút là con chết rồi, nhờ sư đó. Tôi nói nhờ sư bà chết là tôi khóc á, tôi buồn á. Nói trời ơi sư thương con tới vậy hả? Tôi nói không thương bà mà tôi thương cái ngu của bà đó. Tôi khóc cái ngu của bà chứ không phải tôi khóc bà. Bà thứ ngu si là phải chịu chết thôi. Rồi bây giờ cách tháng mấy hai tháng bây giờ bà đeo lại nữa. Tôi gặp tôi hỏi bây giờ đeo lại nữa. Rồi nó ngứa cổ quá sư ơi, mình có của mà không đeo mà có rõ giờ. Ao ước được đeo mà không đeo, kệ nó giết thì giết. Liều mạng. Thôi giờ tôi trở lại để chúng ta thấy rằng cái tâm con người, cái hiểu biết đó, nó đưa mình xuống địa ngục. Không ai mình đưa mình lên cõi trời, không ai đưa mình thành Phật mà chính mình. Nhưng mà đưa cõi trời thì dễ đi, dễ tốt. Nói dễ cho cũng khó à, như bả rồi bây giờ cứ đưa cõi trời bả đâu có chịu. Rồi về cũng làm lại. Cái đó người ta kêu là cái tập khí hay là cái ghiền, hay là cái dính mắc. Hay dính mắc đâu thì kẹt vào đó. Quý vị thấy vậy rồi quý vị nhắm tôi dính mắc không? Cha siêu ngon ngồi đâu có dính mắc, tiền bạc siêu không giữ, mốc xị, không ăn thua vậy đó. Không giữ tiền là không nắm tiền bạc, mà cái tâm còn nắm thì không ăn thua gì hết. Cũng như ông vô não gặp Đức Phật đây, cái dao rượt chém. Cô Đàm dừng lại. Đức Phật nói ta dừng từ lâu, chỉ có ngươi chưa dừng thôi. Ông nghe ba lần ông mới hiểu, ông mới thấy cái dao xuống. Ông nói con dừng rồi, con bỏ dao, bỏ gươm giáo rồi. Đức Phật dừng lại đi. Nói ông dừng bên ngoài mà chưa dừng bên trong. Dừng bên trong mới là quan trọng. Bỏ dao mà cái tâm còn dao, cái miệng niệm Phật mà tâm còn rau gâm. Thấy ông bà có cái đó không? Chắc còn á. Không có đến đủ giết người. Nhưng mà tao bữa nay niệm Phật tao trai không có, tao đào mùa mã mẹ. Chửi thôi. Chửi nhẹ nhẹ thôi. Còn đó không niệm Phật là đi tới nhà mắng à, kiếm chuyện à, quánh lộn á. Thì chúng ta thường có cái đó. Tôi cũng còn dính mắt nè, mà dính mắt cái cao thượng. Đức Phật buổi phải dứt luôn. Tôi hồi đó thì bỏ nhà bỏ cửa đi tu là sắc tài danh lợi tôi không đụng. Không đụng chứ cái tâm còn nha. Nên nhớ vậy. Không tiền, không bạc, không gì hết. Ngày đi xin ăn thì thấy ngon rồi. Nhưng mà cái tâm chưa được chưa.